mới được livestream bộ thông tin và truyền thông cho biết hiện nay các cơ quan chuyên môn đang đẩy mạnh việc trao đổi yêu cầu facebook google hợp tác ngăn chặn gỡ bỏ các thông tin sai sự thật thiết lập đầu mối và cơ chế hợp tác để trao đổi về các vấn đề còn tồn tại trong đó sẽ tập trung vào mùng ba nhóm vấn đề chính vi phạm về nội dung bao gồm cả quảng cáo phát triển kinh tế và thuế chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh về an ninh chính trị kinh tế kỹ thuật để yêu cầu facebook và google phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật việt nam như xử lý ngăn chặn các nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật mở văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu cá nhân tại việt nam theo quy định tại luật an ninh mạng việc giám sát và tìm cách ngăn chặn các nguồn tiền để chi trả cho các dịch vụ vi phạm pháp luật qua hệ thống ngân hàng thương mại việt nam còn gặp nhiều khó khăn do các quy định điều chỉnh các hoạt động này còn thiếu hiện nay lợi nhuận từ thị trường việt nam đem lại cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như facebook và google vẫn tiếp tục tăng trong đó không ít nguồn tiền từ việt nam chi trả cho các dịch vụ bất hợp pháp như đặt quảng cáo của các thương hiệu việt nam gắn trên các video xấu độc các video có nội dung vi phạm pháp luật hoặc video quảng cáo tự động có nội dung vi phạm phản cảm gắn trên các website báo điện tử việt nam trong nhiều trường hợp facebook và google không chịu gỡ các bài viết nội dung vì cho rằng không vi phạm chính sách cộng đồng của doanh nghiệp về việc này bộ thông tin và truyền thông đang yêu cầu facebook phải triển khai định danh tài khoản người sử dụng tại việt nam trước mắt áp dụng tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh và chỉ cho phép các tài khoản định danh mới được phát sóng trực tiếp yêu cầu facebook phải có chính sách tiền kiểm và gỡ ngay các quảng cáo chính trị phát tán tin giả khi có yêu cầu từ chính phủ việt nam